bạn thân mến, trào lưu mukbang thì quá nổi tiếng rồi đúng không? Nhiều người cũng nhờ mukbang đã khởi nghiệp thành công, sắm biệt thự, xe xịn và thu về những khoản thu khổng lồ chỉ nhờ vào việc ăn uống cho người xem. Thế nhưng, môi trường càng cạnh tranh thì bản thân càng phải đặc biệt so với số đông. Ăn với suất ăn siêu to khổng lồ đã là xưa rồi. Để thu hút người xem, nhiều YouTuber đã bất chấp nguy hiểm, tăng độ khó, thậm chí còn mukbang nhiều món ăn kinh dị để câu view. Vậy đó là những món ăn gì khiến cho cư dân mạng nổi da gà, nôn thốc nôn tháo đây? Ngay bây giờ hãy cùng với Top 1 chúng mình tìm hiểu nhé! Mukbang X. Cho mình hỏi là các bạn ở đây có ai đam mê xem mukbang Thái như mình không nhỉ? Họ ăn gì trông cũng ngon và nhìn rất là thật. Chẳng hạn như hai nhân vật này. Mình tin là nhiều bạn ở đây cũng thường xuyên cày view cho hai thánh ăn này giống mình. Tuy nhiên thì Top 1 chúng mình đã phải nghỉ xem mukbang một thời gian sau khi chứng kiến đến màn mukbang Thái này. Cũng là Thái nhưng mà nó lạ lắm các bạn ạ. Vâng, đúng rồi đấy. Thánh ăn này thực sự đang ghi tên mình vào danh sách hội mukbang món ăn kinh dị với món thịt ếch khiến nhiều người chỉ mất 2 giây đầu đã nôn thốc nôn tháo. Rõ ràng, đoạn clip sẽ chẳng có gì nếu cô nàng ăn ếch trên giòn, ếch lăn bột hay một món ếch được chế biến kỹ lưỡng nào đó. Và điều khiến cho Giang Cơ Mận được fan chạy mất dép đó là cô nàng đang ăn thịt ếch luộc nguyên con. Mà kinh dị hơn nữa là nhiều người còn tưởng những chú ếch này như đang sống vậy. Oh my god, không biết các bạn đã cảm thấy thế nào, chứ Top 1 chúng mình cảm thấy hơi ớn và sợ hãi. Không chỉ trong vẻ ngoài ám ảnh, mà việc không sơ chế kỹ và để nguyên nội tạng ếch thế này cũng cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe và nghiêm trọng hơn là các bệnh liên quan đến tiêu hóa và tim mạch. Còn thánh ăn kia, có vẻ cô chẳng có chút sợ sệt gì, thậm chí trên gương mặt còn lộ rõ sự hào hứng nhiệt tình. Thật là can đảm các bạn ạ. Và không phải riêng chúng ta đâu, ở phía dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng thậm chí còn bày tỏ sự bất bình trước đoạn clip không lấy làm gì ngon miệng này. Nhiều người vì không thể chịu đựng được liền chặn ngay kênh YouTube và TikTok của cô gái này để không xuất hiện thêm những đoạn clip kinh dị nào nữa. Vâng, quả đúng là một màn mukbang chào hàng quá là khủng luôn. Nhưng mà nếu như các bạn vẫn chưa hết tò mò thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một màn mukbang khác. Mức độ kinh dị ra sao thì các bạn hãy tự mình kiểm chứng nhé. Mukbang rùa. Có thể nói, với thời đại có muôn vàn cách để nổi tiếng và kiếm tiền trên mạng thì chúng ta, những người dùng mạng sẽ luôn dễ dàng bắt gặp những chiếc video mukbang có phần làm lố. Họ luôn tìm cách làm sao để độc lạ so với số đông nhằm mục đích câu view khiến người xem ngán ngẩm. Và trong số đó thì có thể kể đến màn mukbang kinh dị mang tên rùa nguyên con. Không khó để chấp nhận khi nghe đến có người ăn thịt rùa. Thế nhưng mà nếu như cầm cả rùa nguyên con thế này lên và ngấu nghiến thì các bạn nghĩ sao? Và ngay khi clip lên sóng, quá nhiều netizen trên thế giới, không chỉ riêng Việt Nam đã lên tiếng, kêu gọi report bởi họ không thể nào chấp nhận được các thể loại video rác như này xuất hiện. À thì tất nhiên, cái gì đa số cũng sẽ có nhiều luồng ý kiến. Trong khi nhiều người cảm thấy kinh dị thì bên cạnh đó vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng ăn rùa hay ba ba vẫn rất bình thường, chẳng có gì đáng lên án cả. Riêng Top 1 chúng mình thì có lẽ do ảnh hưởng của một số câu chuyện, những sự tích về rùa ở Việt Nam nên mình chẳng bao giờ nghĩ đến việc ăn chúng. Chứ không nói đến việc cầm nguyên cả con thế này. Thật sự quá kinh khủng các bạn ạ. Còn các bạn thì sao? Các bạn cảm thấy về màn mukbang này như thế nào? Hãy để lại comment suy nghĩ của mình xuống dưới phần bình luận nhé. Thế nhưng mà có lẽ rùa nguyên con vẫn chưa nổi da gà bằng chiếc mukbang ngay sau đây. Bật mí cho mọi người, đây là loài động vật mà rất nhiều nơi trên thế giới lên án không nên ăn. Mukbang thịt chó. Nếu các bạn là một fan cứng thường xuyên theo dõi các video của Top 1 chúng mình thì chắc hẳn không còn quá xa lạ gì với những series về các món ăn gây tranh cãi, trong đó thì có thịt chó đúng không nào? Dĩ nhiên khi nói đến vấn đề này thì luôn có hai luồng ý kiến. Chúng ta chưa có lệnh cấm chính thức nhưng cũng chia làm hai phe chủ yếu. Một phe là vẫn duy trì thói quen ăn thịt chó và xem nó như một nét văn hóa ẩm thực từ xa xưa không nên bỏ. Phe còn lại là những người có thể rất yêu động vật hoặc không, nhưng họ xem chó là bạn và không ăn chúng. Vậy các bạn phe thứ hai nghĩ sao nếu như chứng kiến màn mukbang này? Tin mình đi, ngay cả những người ăn thịt chó nếu được chứng kiến video Full HD màn mukbang này chắc hẳn cũng sẽ có phần rén bởi độ phản cảm của video. Còn riêng với những người không ăn được thịt chó như chúng mình, thật sự chẳng biết nói sao luôn. Ám ảnh đến mức không dám xem lại lần hai các bạn ạ. Trông chẳng khác nào một bộ phim kinh dị vậy. Mukbang gan sống. Cho mình hỏi một chút là các bạn nghĩ sao với việc ăn nội tạng sống nhỉ? Mình tin chắc là ở đây sẽ có rất nhiều bạn cùng chung câu trả lời giống như mình. Chỉ một từ thôi, đó là ớn các bạn ạ. Chưa kể ăn đồ sống vô cùng nguy hại cho sức khỏe nữa. Nếu không muốn người nhung nhúc các loại trứng sán,
thì tốt nhất đừng nên quá nhiệt tình với những loại đồ ăn sống. Dù vậy thì bất chấp tất cả, các YouTuber mukbang vẫn thi nhau lên sóng các video đồ sống. Trong số đó, nổi da gà nhất có lẽ là màn mukbang gan sống. Và như các bạn đang thấy thì đáng nói ở chỗ, có những cảnh quay cô gái thậm chí còn cầm nguyên cả tảng và gặm trước ống kính. Chưa vội nhắc đến hương vị, nhưng riêng cách ăn có phần nguyên thủy kèm theo âm thanh phát ra từ miệng được bật to hết cỡ khiến người xem tỏ ý phẫn nộ và khó lòng chấp nhận được. Dành cho những ai chưa biết thì ở Hàn Quốc, món gan bò sống khá phổ biến ở các quán nhậu bình dân. Thế nhưng họ đều cắt thành các miếng nhỏ, trông vừa ăn giống như miếng thạch vậy. Chứ còn cả tảng thế này thì đúng là chỉ có các thánh mukbang dám liều thôi, bởi chẳng phải ai cũng đủ dũng cảm để nếm thử. Không biết thực sự họ cảm thấy thế nào khi ăn uống kiểu này, nhưng mà riêng tôi một chúng mình thì cảm thấy có vẻ chị không thật sự cảm thấy ngon đâu và tận hưởng như các chị thể hiện đâu. Tuy nhiên thì cũng nhờ những chiếc video kinh dị này mà chị đẹp đã thu về những lượt view khủng như này. Nhiều giang cơ mận trung thủy với việc ăn chín uống sôi đã dậy sóng và khuyên cô nàng hãy check-in bệnh viện thường xuyên, bởi có thể trong bụng cô đang có quá trời sán trong đấy. Và ngoài cô nàng này ra, cũng có rất nhiều các mukbanger khác cũng thi nhau kiếm tí view nhờ những màn mukbang gan sống cả tảng như vậy. Anh chị em nào ở đây cũng cảm thấy nôn thốc nôn tháo với màn ăn uống nguyên thủy này thì hãy comment xác nhận cho top 1 chúng mình biết với nhé. Mukbang chân gà sống. Vâng, sau màn ăn gan sống cả tảng thì YouTuber này lại một lần nữa khiến ai nấy đều phải khóc thét khi xem cô nàng ăn chân gà sống. Vâng, xin nhấn mạnh với các bạn rằng những gì các bạn vừa nghe hoàn toàn là sự thật. Dù biết chân gà vốn là món khoái khẩu của nhiều người và đây cũng là một món được người Hàn Quốc yêu thích. Và cũng không khó để tìm thấy những clip mukbang chân gà mà tiêu biểu nhất là chân gà sốt cay. Thế nhưng, dường như nguyên liệu này đã được nâng lên một tầm cao mới với sự sáng tạo khiến người ta hết hồn khi trông thì bình thường. Nhưng, nhân vật chính lại là chân gà sống được tẩm ướp với các loại nước sốt. Lý do là bởi đa số đều cho rằng trước giờ họ không nghĩ chân gà có thể ăn sống cho đến khi xem clip này. Nhưng mà chắc là ngon thật chứ chị chén hết cả đĩa thế kia cơ mà. Chưa kể, biểu hiện trên gương mặt cũng có phần thật hơn, thậm chí là so với clip ăn gan sống vừa nãy. Còn các bạn, nếu được cho tiền thì liệu các bạn có đủ gan để mukbang món chân gà sống kiểu này không nhỉ? Hãy thử comment xác nhận xem các bạn fan của top 1 chúng mình dũng cảm tới đâu. Và cuối cùng, một món ăn có thể nói là bình thường nhất trong danh sách ngày hôm nay. Thế nhưng tại sao nó lại có mặt trong video này thì các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Mukbang món đá sao. Có thể ở đây rất nhiều bạn đã nghe qua món đá sao rồi đúng không? Đây là một món ăn có xuất xứ từ tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc với tên đầy đủ đó là đá cuội xào ớt. Và thời gian qua đi, món ăn này càng trở nên nổi tiếng và phủ sóng khắp đất nước Trung Quốc. Thậm chí có thời điểm, đá cuội xào ớt còn trở thành một xu hướng hot hit dành cho giới trẻ. Vậy các bạn nghĩ sao nếu các mukbang món này trên video đăng tải nhỉ? Tất nhiên là sẽ không cảm thấy buồn nôn và ám ảnh giống như những món trên. Thay vào đó, họ cảm thấy lo lắng, mặc dù vô nghĩa, nhưng họ vẫn dáng theo dõi bởi lo cô gái sẽ quên chừng mà nuốt thẳng viên đá vào bụng. Hoặc một vài khứa sẽ kiểu lỡ cắn mạnh một phát vào viên đá thì cũng thốn đến tận chân răng. Các bạn nghĩ sao về màn mukbang độc đáo này nhỉ? Nếu có cơ hội thì liệu các bạn có dám thử ăn không? Thiết nghĩ nó sẽ rất hợp với những ai đang cần một thực đơn giảm cân hiệu quả đấy. Các bạn thân mến, có thể nói, với trào lưu mukbang thì ngoài việc ăn uống bất chấp, nhiều kênh còn sáng tạo nên các món ăn độc lạ, thậm chí có phần gớm ghiếc khiến người xem nôn thốc nôn tháo vì quá phản cảm và kinh dị. Và hệ lụy thì như các bạn thấy đấy, là những lần nhập viện suýt mất mạng và nghiêm trọng không kém đó chính là dẫn đến những suy nghĩ sai lệch của người xem về món ăn đó. Không biết là với những món ăn kinh dị thì liệu các bạn cảm thấy ớn và nổi da gà nhất với màn mukbang nào? Đừng quên để lại một vài cái tên xuống dưới phần bình luận nhé. Và video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Nếu yêu thích chủ đề này thì các bạn cũng đừng quên bỏ ra 3 giây để ủng hộ chúng mình bằng cách like, share video, subscribe kênh Top 1 Khám Phá, đồng thời nhấn nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để nhận thông báo cập nhật từ những video mới nhất. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!